tin tức mới, thống nhất phương án thiết kế cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về phương án thiết kế cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất phương án thiết kế khớp nối điểm đầu tuyến và điều chỉnh tim tuyến đoạn KM171+00 đến KM178+00. Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức PPP và yêu cầu Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh phối hợp với liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án khẩn trương cập nhật, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của hai dự án cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương để trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xem xét phương án thiết kế dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh, các ngành, địa phương liên quan, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả kiểm tra hiện trường, rà soát các phương án thiết kế và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh tim tuyến đoạn từ KM171+00 tới KM178+00 thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và yêu cầu liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án khẩn trương triển khai các bước tiếp theo. Thống nhất vị trí khớp nối của hai dự án cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương tại tọa độ X bằng 1281/353,3324 và Y bằng 510.330,7864. Khoảng lý trình KM125+675 của dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo vị trí do nhà đầu tư đang đề xuất trong hồ sơ báo cáo cuối kỳ của dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Thống nhất phương án thiết kế nút giao cao tốc với đường Nguyễn Văn Cử là cao tốc đi thấp dưới đường Nguyễn Văn Cử bằng giải pháp đào đền thông thường. Đường Nguyễn Văn Cử sẽ xây dựng cầu để vượt trên cao tốc. Các nhánh tác nhập kết nối với đường Nguyễn Văn Cử thông qua bùng binh hoặc thông qua nút giao dạng ngã tư. Giao liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc nghiên cứu các giải pháp tổ chức giao thông để lựa chọn hình thái nút giao đề xuất vào hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 151 ngày 9 tháng 12 năm 2022. Tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 74 km, rộng nền đường 17 m với 4 làn xe, dự kiến tổng mức đầu tư 19.521 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Nhân dân tỉnh là cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư. Trên đây là thông tin mới về tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Cảm ơn quý khách và các bạn đã đón xem tin. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký theo dõi, like, share và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin hữu ích và mới nhất về thị trường bất động sản Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Đồng nhé. Mai anh có về Bảo Lộc với em không? Mình bước bên nhau qua từng con sóng nhỏ, nghe trái tim mình nồng nàn hơi ấm dù trời đêm nay phố núi mù sương. Mai anh có về Bảo Lộc với em không? Mình bước bên nhau hòa vào đêm lễ hội, đêm của tơ trà ngọt ngào hương sắc Bảo Lộc ngày nay xanh hơn.